Dạ con chào cô. À, cô ở đâu đến cô? Cô ở Vũng Tàu hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Con chào cô. Cô. Ôi, cô cho tiền hả? Cô. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nha. Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe nha, vạn sự may mắn, gia đình gia đạo bình an. Dạ. Dạ. Cô gửi cho 200.000 dạ. Dạ. Sáu mấy tuổi rồi? Dạ. 64 tuổi rồi. Mình hôm nay mình đi với gia đình. Nhỏ này là chị muốn nhắn, nãy nó nhắn tin là mình nó nói cho mày lên mày nhắn. Có mà. Chắc là em chưa thấy á. Dạ. Cô mình ngồi ghế đi chứ. Ngồi ghế cho đỡ mà chăng. Dạ ngồi ghế đi. Hôm nay mình đi đông không cô? Lên đây đông không cô? Đi mấy chị là chị. Dạ. Cái nhỏ này là em. Dạ. Nhỏ kia đó, nhỏ bận cái áo màu đang. Dạ dạ dạ. Nhỏ Út. Dạ. Này là con của nhỏ này, nhỏ kia cũng con nhỏ này. Dạ. Đỡ nha. Cô làm chén nữa đây cô. Cô là gốc Vũng Tàu luôn hả cô? Vũng Tàu. Dạ. Cô Vũng Tàu luôn. Cô là người Vũng Tàu. Ngay biển luôn không cô hay là sao cô? Cô ở mấy biển ở bãi trước luôn. Cô ở bãi trước hả? Ở cô đi ra bãi trước 2 cây. Dạ. Bãi trước là mát ha. Bãi trước mát, sạch sẽ hơn bãi sau. Bãi sau chuyên tắm, bãi trước ít ai tắm. Bãi trước là có những quán cà phê ngồi đó uống rất là chill, nhìn tàu biển đồ anh. Dạ. Mà cái đường tham quan của bãi trước cũng đẹp nữa. Hoa quý luôn. Cô đến mộ cậu Năm Vũ Linh là được mấy lần rồi cô? Không, cô mới đi lần đầu thôi. Dạ. Cô ở dưới rồi cô hay theo dõi để coi. Dạ. Coi ở trên đây nè. Dạ. À, nhưng mà cô mấy bữa cô đi không được. Dạ. Nhà cô làm biển. Dạ. Thì cô mắc biển rồi cô không đi được. Dạ. Mãn nước rồi hết cái nước biển rồi. Dạ. Cô mở không lên. Mấy bữa cô mắc biển thì cô gửi cho Di Minh cúng. Dạ. Cúng cậu Năm. Dạ. Trời, nó mình mến mộ tại đất cậu thôi. Dạ. Nhà cô là có tàu đi đến bắc xa bờ hả cô? Không, cô không có đi đến bắc xa bờ. Cô là đáy sông cầu mà giống như mấy cái cây mà ta gặm xuống mà để tại chỗ đó. À, dạ. Đó, em gồm trên tivi em thấy. Dạ, đó. Dạ. À, cái đó là đóng đáy ha? Đóng đáy. Đóng đáy mà đây là đóng đáy ở biển. Đóng đáy, kêu sông cầu á. Dạ. Ở sông thì cũng có đáy của ở sông. Còn biển thì cũng có đáy ở biển ha? Dạ. À, dạ. Ờ đúng rồi, nó giống như đáy ở trong sông vậy đó. Dạ, nhưng dạ. Mà ta cấm ngoài biển. Dạ. Cái đó một ngày mình thu mấy lần cô? Một ngày có khi đi 3 lần, có khi đi 2 lần. Dạ. Có khi đi 4 lần. Nhưng mà con nước của nó, nếu đúng nước của nó là 4 lần. Dạ. Nhưng mà cái nước nó không có thì mình đi 3 lần. Dạ. Vậy nó không có nữa mình đi 2 lần. Dạ. Cái này cô con học hỏi ha, con hỏi thêm để học hỏi để cho biết thôi. Mình đóng như vậy là nhà nước cấp phép cho mình đóng hay là như thế nào cô? Hồi xưa thì nhà nước cho phép mình đóng dạ, thuế. Đóng thuế ha. Nhưng mà sau này là nó cứ kêu là nó giải tỏa, nó không có lấy thuế nữa. Dạ. Nhưng mà giờ mình muốn đóng là mình đóng thôi, chừng nào nó giải tỏa thì mình nó đóng. À mình được quyền tự do đóng. À dạ. Bây giờ nó không có lấy thuế nữa. Dạ. Mình tự do đóng. À nhà nước cũng tạo điều kiện cho mình ha. Ừ. Dạ. Cái đó mình đóng gì mình thực khi thu rồi có cá lớn không cô? Có chứ. Cá lớn ha. Có nhiều khi có, nhiều khi không. Dạ. Mà nó đủ mặc đồ hết, tôm, cá, mực, dạ. Ngon lắm. Dạ. Tôm thẻ, tôm xô. Dạ. Cái này con nghĩ là đóng đáy ở biển thì chắc cũng phải dùng máy để quay á, dùng chục quay chứ đâu có thể nào dùng sức người được ha con. Có máy quay và sức người kéo phụ nữa. Dạ. Phải là biển mà. Biển là sóng lớn. Dạ. Nhìn lên thấy mà tôi có sóng chắc qua khỏi đầu. Dạ. Nguy hiểm mà cô ha. Đúng rồi. Dạ. Người biển là nhiều khi thấy nó thích, biển thấy thích thiệt nhưng mà phải gọi là cực nữa, rất là cực. Ôi về Út đi coi mấy cái mộ kìa.
Anh đi lên nhất đầu mà vô cuộc bắn đi một tùm lum mới đi lộn một Giang Châu rồi. Năm nay con nhiêu rồi cô? 64. À, nhỏ hơn con năm 2 tuổi. À, con năm 66. Dạ. 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 Khi nào cô về lại chúng ta? Ma hồi nãy cô đi lên, cô đi chùa Bình Dương. Dạ. Rồi xong rồi cô mới ghé qua mộ cậu Năm, rồi giờ cô đi về ghé qua mộ người về. À, chùa bà Bình Dương. Dạ. Không, cô đi chùa của con nhỏ em út á, chùa quen á. Dạ dạ dạ, không phải chùa bà ha. Dạ. Vậy là cô đi chùa xong rồi cô ghé đây cũng vì mến mộ cậu Năm. Nhưng mà nếu cũng nói là để đi lên cậu Năm chơi một lần. Dạ, vậy ha. Dạ. Rồi sẵn là đi chùa luôn. Dạ. Cô xem qua màn hình tivi hoặc là điện thoại á, cô thấy bà con cô bác đến giếng nhiều như vậy, cô cũng thích, cũng mến cậu Năm, mà mến ở cái điểm nào của cậu Năm cô? Mến tài mến đức cậu thôi. Mến tài mến đức ha. Dạ. Là có nghĩa là cậu có cái tài và cái có đức tài, ha cô. Có đức. Dạ. Thấy thương. Dạ. Sau khi mà cô lên trực tiếp tại mộ thì cái cảm xúc của mình so với coi trên cái điện thoại thì nó có khác xa gì không cô? Nói chung là mình coi ở nhà nó cũng khác gì hết. Dạ. Cũng dần dần cô bắt ở trên tivi lớn đó, nhỏ nó bắt cái ngày nào cô cũng theo dõi tin tức. Dạ. Theo dõi tin tức rồi coi người ta lên đây người ta cúng. Dạ, coi diễn biến ra sao ha. Dạ. Coi cái tình hình nó như thế nào. Dạ đúng rồi, ngày có nó có thay đổi gì không, có gì mới lại không ha. Thì đó mà. Dạ. Nhưng mà cô coi cô thấy mỗi ngày một chuyện. Dạ đúng rồi. Mộ cậu thì mỗi ngày có một cái niềm vui hoặc là có một cái niềm nỗi buồn nhỏ nhỏ. Nói chung là cái nói con ấy có đem lên nó đặt bài thơ có đặt chưa? Bài thơ đó thì được đem lên trên Linh Hoa Tị Đàn rồi con, để rồi. Đem lên trên dạ, máy rồi. Dạ. Nghe hôm qua thì con cũng có nhắn tin cho chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan cũng báo với hội viên là đem lên trên cái chỗ Linh Hoa Tị Đàn á, chỗ mà trưng bày kỷ vật của những nghệ sĩ nổi tiếng á. Để cái bên cậu Năm rồi. Dạ không có. Cấp nãy cô ra tham quan đâu có đâu, đâu có thấy đâu đâu. Dạ. Không có để nữa mà đem lên trên rồi. Dạ. Thì con không biết cái nó như thế nào nhưng mà con báo với cho Hồng Loan tiếng, đó là tất cả quyền quyết định của chị Hồng Loan. Dạ. Không. Cô coi tin tức á, thì nói đem đặt bài thơ để cái bên mua miếng đất cái bên đặt. Cái đó thì còn không rõ nữa. Con cũng bây giờ nói chung là đất của ai thì con cũng không biết là đất của ai nữa, thì sau này mới mình mới biết được thôi, còn bây giờ chỉ là dự đoán vậy thôi. Dạ. Còn thử con lên coi đặt bài thơ chỗ nào. Dạ. Thì nói chung là những cái gì mà bây giờ là chị Hồng Loan cũng có thông báo là những cái gì mà đem vô mộ cậu thì phải thông báo cho chị Hồng Loan biết, để chị Hồng Loan báo hội viên gọi là xem xét kiểm duyệt coi nó là cái gì thì mới được để ở mộ cậu, chứ bây giờ cậu không được tự ý đem vào nữa. Dạ. Cho nó an toàn, mang tính chất an toàn và tốt cho cậu. Đó, thì chị cũng đã nói từ lâu rồi, hôm qua chị cũng nói lại nữa. Chị nói tại vì hôm qua con có điện cho chị. Đó, thì chị cũng nói như vậy. Mà chết giờ mà cũng có còn có người tốt, người xấu nữa. Dạ. Mình hốn hồn chứ mình còn sống mà. Dạ. Không có người tốt, người xấu hại mình. Dạ, tại vì cậu là người của công chúng, cậu nổi tiếng á. Nên nó khổ nằm ở chỗ đó. Rồi. Rồi. Không, hồi nãy cô đi lên chùa của nhỏ em đó. Nói chung nha là cũng bữa đó là gửi cho Duy Minh cúng rồi là nói để đi lên đây cúng trước rồi đi lên chơi một lần rồi đi chùa luôn. Dạ. Hồi nãy ghé chùa rồi, bây giờ ghé ở đây xong rồi đi về. Dạ. Đó, cô ngày nào cô cũng theo dõi thấy. Dạ, con xin phép cô chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn nha. Dạ con cũng cảm ơn cô ba đã gửi cho con 200.000. Thì 200.000 đó thì con sẽ dùng vào mục đích là có thể là xăng xe hoặc là nước, và còn dư lại thì con có thể mua những vật vặt linh tinh để bánh trái hoặc là đồ ăn cho cậu. Niềm vui để dạ. Cho mấy em. Dạ. Thì hàng ngày con cũng sáng sớm á, mỗi sáng sớm con cũng hay mua đồ để cho cậu ăn sáng. Đó thì con cũng trích một phần nhỏ ra để mua cho cậu. Thì con cảm ơn cô. Con chúc cô ba nhiều sức khỏe ha, gia đình gia đạo bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho dạ. Con có sức khỏe để mà giúp đỡ mộ cô Năm. Dạ. Rồi con chào cô ba nha, cô ba ngồi chơi nha. Dạ con cảm ơn cô. Đó, cô chú anh chị ơi, thì cô ba thì cũng có gửi cho Tài
200.000 là cho tất cả anh em, ai cũng có tiền của chú anh chị. Thì cái tiền đó thì em cũng nói với cô ba là xăng xe hay là một trà nước, ở bên cạnh đó là cũng có mua đồ ăn sáng cho cậu rồi ha. Bây giờ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Bye bye cả nhà.